vị, nếu như ở số trước, quý khán giả của chương trình Việt Nam Những Điểm Đến đã có dịp tìm hiểu về Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, thì ngày hôm nay Thu Hà tiếp tục giới thiệu đến quý vị một địa điểm tuy đã rất quen thuộc với người dân thành phố, nhưng nơi đây luôn có những điều thú vị khiến cho du khách khi đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh đều không thể bỏ qua địa điểm lý tưởng này. Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9 tháng 1 năm 2016 như một điểm văn hóa nổi bật giữa lòng thành phố. Công trình nằm trên đường Nguyễn Văn Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có chiều dài 144m và lòng đường rộng 8m, tiếp giáp với nhà thờ Đức Bà thành phố Hồ Chí Minh và Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Gần 4 năm hình thành và phát triển, đường sắt là nơi hội tụ các nhà xuất bản, công ty cổ phần sách phát hành uy tín nhất thành phố Hồ Chí Minh, gần 14 đơn vị sách mới với 19 gian hàng, 6 đơn vị sách cũ, khu vui chơi dành cho trẻ em cùng 2 gian hàng quà lưu niệm mang đậm nét văn hóa của thành phố. Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh giờ đây là không gian của tri thức, là nơi ươm mầm, lan tỏa thói quen đọc và tình yêu sách với đông đảo công chúng. Mừng là du khách đến đường sắt ngày càng đông hơn, và cũng không quên nói đến một cái điều, đó là hiệu quả hoạt động kinh tế của các đơn vị trên đường sắt là càng ngày càng tốt hơn. Chúng ta đứng thấy trên đường sắt này cả một không gian sách, quá nhiều sách, gần 30 cái cửa hàng trưng bày và giới thiệu sách. Những hình ảnh đó chúng ta có thể bắt gặp ở trong những siêu thị sách, trên những cái không gian sách khác ở những nơi khác. Ở đây có những hình ảnh mà tôi cho rằng rất là đắt giá. Đấy là hình ảnh của những cái đoàn, các em học sinh do thầy cô dẫn vào đường sách, và các em được chạy nhảy, được vui chơi. Có một hình ảnh mà tôi cho rằng là rất hay, rất thú vị mà không dễ tìm ở những nơi khác, đó là các em được dọc sách. Các em tắm mình trong những cái quầy sách, những cái bàn sách, và các em cầm sách lên, các em chỉ trỏ với nhau, các em nói với nhau, với bạn mình và với sách trong cái không gian này. Đó là hình ảnh tôi cho là rất là quý đối với những người làm việc trên đường sách này. Hay là chúng ta bắt gặp rất nhiều bạn trẻ đến ngồi đọc sách một mình ở những cái không gian yên tĩnh, ở những không gian mà họ cảm thấy thực sự là hưởng thụ được một cái không gian tuyệt vời. Đó là yên tĩnh, sạch sẽ, không có tiếng ồn. Những hình ảnh đó nó rất là đẹp ở trên cái con đường sách này. Đó là nét chấm phá làm nên chất riêng cho đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Sách mới có mặt khắp nơi tại đây. Và đâu đó ở góc nhỏ phía đường Hai Bà Trưng, quận 1, bạn đọc sẽ bắt gặp một gian hàng sách cũ nhỏ nhắn được xếp giữa các gian lớn bên cạnh. Đó là hiệu sách cũ Bách Hợp của ông chủ Lê Huỳnh Trí, người đã có 34 năm kinh doanh sách cũ với nhiều thăng trầm. Ông cũng là người được ông Lê Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đường sách thành phố Hồ Chí Minh, mời đến họp bàn khi ý tưởng về đường sách đang được thảo luận. Ở đây thì sách quý thì nó cũng trong mấy 4 năm rồi, nó cũng bán cũng nhiều rồi, rồi nó cũng còn một số ít thôi, đa số là sách cũ thì nhiều. Đồ cổ là mình lấy cái lắp móc từ 75 trở lên đi ha, 75 trở lại là mình coi đồ cũ đi, đồ cũ thì nhiều, còn đồ cổ thì càng ngày càng hiếm. Đương nhiên là một đường sách nào mà bán nhiều năm mình phải biết là phải có những tác giả nào nổi tiếng, những học giả thì mình nên vô, chẳng hạn như là ông Kim Định, Nguyễn Duy Cần, Sơn Nam, Phương Hồng Sển, những thấy nó không thiếu trong cái tiệm sách. Tại vì thường thường những nhà khảo cứu và những mọi người mà tìm sách hay mà để tham khảo thì trong tiệm sách phải có những cái nhân vật đó, những nhà học giả đó. Trong Kim Định là ông về phần văn hóa thì ông là một chuyên gia, biết về văn hóa Việt Nam và nguồn gốc rồi đó. Vừa có tính cách sử, triết, khảo cứu. Nếu mà để tài liệu đúng đắn để mà cứu về văn hóa, về cái nguồn đó thì nên tìm Kim Định, thì nó liên quan tới văn hóa nhiều. Bên cạnh đó, mô hình xe buýt sách
Chuyến xe chở tri thức, chở tương lai, đặt giữa lòng đường sách cũng là nơi thu hút nhiều du khách đến tham quan. Mô hình thư viện thu nhỏ với chiều rộng 1,5m và chiều dài 6m giúp bạn đọc có thêm không gian đọc sách yên tĩnh. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà Thu Hà được đọc sách ở trong không gian, đó là một chiếc xe buýt. Đây là một mô hình mới lạ và sáng tạo mà Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhằm đem đến những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời cho bạn đọc. Và nếu như không kịp đọc một cuốn sách nào đó thì bạn hoàn toàn có thể mượn về nhà và không tốn bất kỳ khoản chi phí nào. Đây quả là một điều tuyệt vời đúng không nào? Cạnh xe buýt sách, du khách có thể đọc sách ngay tại trạm chờ tri thức được trang bị kệ sách, băng ghế gỗ, mái che thiết kế theo hình trang sách. Đây cũng là địa điểm chụp hình yêu thích của nhiều bạn trẻ bởi không gian phóng khoáng, tri thức. Điều thú vị nhất của anh là cái không gian. Hồi đó giờ người ta nghĩ là đọc sách là trong thư viện, trong phòng. Nhưng mà ở đây là mình thấy cái đường sách này là cái không gian nó mở. Mình có thể coi lựa sách ở một cái vừa xanh, vừa mát mà có rất là nhiều cái loại sách. Anh nghĩ đường sách nó sẽ trở thành một cái phương tiện thật sự tuyệt vời cho công chúng đến với sách vở nói riêng và mở rộng cái trình độ văn hóa nói chung. Đường sách đã tập hợp được nhiều nhà xuất bản, nhiều đầu sách, nhiều loại sách với nhau thì đã tạo nên một con đường rất là nhiều thú vị với độc giả của chúng ta. Hôm đó thì mình cũng có vài quầy cà phê nhỏ để độc giả có thể vừa thư giãn được rồi thưởng thức nhiều loại đầu sách. Nói đến đường sách thì chắc chắn luôn là em rất là thích sách ở đây. Ở đây có rất rất nhiều loại sách. Em thường hay đến cùng với bạn bè. Thứ nhất là để xem coi hôm nay thì mình có được những cuốn sách mới nào để mình có thể mua về mình đọc, hoặc là em có thể tặng bạn bè những cuốn sách đó. Bên cạnh đó thì cách trang trí ở đây rất là đẹp. Em cảm thấy có một sự bình yên. Em cũng muốn ngồi đây thưởng thức một cuốn sách bên cạnh một tách trà hoặc là một ly trà sữa cùng bạn bè. Nói chuyện về những cuốn sách cũng là cuộc đời, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của tụi em. Well, and we're just looking for some place to eat, so we walked down the street because we saw a coffee shop. But now we see all the bookstores here, and it looks very impressive. But I haven't really had the time to look around them yet. Yes, absolutely. Yes, it's very nice. I would recommend if any friend of mine was coming to Ho Chi Minh City that they should come here to Bookstore Street. Với không gian trí tuệ mà sách mang lại thì các hoạt động văn hóa trải nghiệm được đội ngũ đường sách thường xuyên tổ chức như sự kiện giao lưu văn hóa đọc, triển lãm, các hoạt động vì cộng đồng mang tính tôn vinh có chiều sâu cùng với các chương trình giảm giá đầu sách ở các nhà xuất bản. Điều đó làm tăng tính tương tác với công chúng khi họ đến với đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu thống kê từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019 tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, tổng doanh thu là 32,9 tỷ đồng. Số bản sách bán ra là 695.156 bản. 14 hoạt động gắn với ngày lễ, sự kiện chính trị văn hóa của cả nước. 17 cuộc trưng bày triển lãm. 136 chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả. Lượt người đến đường sách trung bình 7.000 lượt trên ngày thường và 10.000 lượt vào thứ Bảy, Chủ nhật. Lượt khách du lịch tăng khoảng 30% qua từng năm. Năm 2016 là 1,5 triệu lượt, năm 2017 là 2,4 triệu lượt, năm 2018 là 2,7 triệu lượt, năm 2019 là 2,2 triệu lượt trong 9 tháng. Thưa quý vị, nếu như trước đây độc giả khó có thể giao lưu với các tác giả vào mỗi dịp ra mắt sách bởi vì các đơn vị thường lựa chọn những không gian giới hạn, thì ngày nay, kể từ khi đường sách Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động, các tác giả thường lựa chọn nơi đây để giới thiệu sách và gặp gỡ công chúng. Từ đó thì độc giả có thể tìm hiểu về sách cũng như tác giả một cách rõ nét hơn. Đối với Thu Hà thì vào dịp cuối tuần, Thu Hà thường đến đây để lắng nghe những chiêm nghiệm từ cuộc sống, từ các tác giả, từ đó thì đúc kết thêm kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Và nếu như khi đến với đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, bạn không biết phải lựa chọn cuốn sách nào hay, thì có một kinh nghiệm nhỏ nhỏ, đó chính là hãy tham dự một buổi ra mắt sách nào đó. Biết đâu bạn sẽ lựa chọn được cho mình những cuốn sách ưng ý nhất.